mạch nối tiếp từ điện trở thực và cảm kháng. Ta có thí nghiệm như hình sau. Mắc nối tiếp một cuộn cảm có độ tự cảm lớn, ví dụ 3.600 vòng và lõi sắt khép kín với một điện trở thực, ví dụ 100 ohm. Mạch điện được cấp điện với điện áp hình sin có tần số 1 Hz. Tiến hành đo điện áp và cường độ dòng điện với máy đo dòng điện một chiều và máy đo điện áp một chiều. Máy đo chỉ thị kim, vị trí không sẽ nằm ở giữa phạm vi đo. Kim máy đo dòng điện dao động theo sau khi máy đo điện áp gần 1/4 chu kỳ. Có thể xem một cuộn dây như là mạch nối tiếp từ điện trở thực và cảm kháng. Mạch điện tưởng tượng được gọi là mạch thay thế của cuộn dây như hình sau. Trong thực tế, một cuộn dây có độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp luôn luôn nhỏ hơn 90 độ vì cuộn dây vẫn có điện trở thực dù là rất nhỏ.